kính chào quý vị khán giả kênh tin tức thời sự chuyên cập nhật những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất mỗi ngày gửi tới quý vị. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo chúng tôi. Hãy like và share để những video hữu ích này tiếp cận với nhiều người hơn quý vị nhé. Lương Y sao nỡ vi phạm thỏa ước phụng sự. Hà Nội tái diễn cảnh xếp hàng chờ đăng kiểm trong đêm. Chủ tịch Quốc hội nhiều vi phạm trong xác định giá đất làm mất cán bộ. Lương Y sao nỡ vi phạm thỏa ước phụng sự. Thưa quý vị, bài viết dưới đây thể hiện góc nhìn và quan điểm đến từ tác giả Lê Thiếu Nhân. Trong bối cảnh ngành y tế đang gánh chịu nhiều áp lực, thì hành vi của 6 bác sĩ bội ước với Sở Y tế tỉnh Bình Dương rất đáng để suy ngẫm. Sở Y tế tỉnh Bình Dương vừa bất ngờ phát đi một văn bản có nội dung đề nghị các cơ sở y tế trong và ngoài địa bàn không tiếp nhận, ký hợp đồng, tuyển dụng hay đào tạo đối với 6 bác sĩ đã vi phạm cam kết viên chức với tỉnh Bình Dương. Đây là một kiểu văn bản chưa có tiền lệ và cũng khá mơ hồ về thủ tục hành chính, nhưng lại khiến cộng đồng phải băn khoăn. Cụ thể, 6 bác sĩ được đề cập trong văn bản của Sở Y tế tỉnh Bình Dương từng nhận đãi ngộ về chính sách và tiền bạc để được đi học nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế địa phương. Trong thời gian đi học, các bác sĩ đều được ngân sách hỗ trợ học phí lẫn sinh hoạt phí. Cá biệt có trường hợp còn được nhận số tiền hỗ trợ lên đến gần nửa tỷ đồng, theo đề án tăng cường đội ngũ chuyên môn y tế. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, cả 6 bác sĩ đều vi phạm cam kết. Có người học xong không quay về địa phương, có người chưa làm đủ thời gian theo sao kèo đã tự ý bỏ việc. Trong bối cảnh, ngành y tế đang gánh chịu nhiều áp lực, thì hành vi của 6 bác sĩ bội ước với Sở Y tế Bình Dương rất đáng để suy ngẫm. Liệu rằng, có góc khuất gì phía sau sự ra đi lạnh lùng của 6 bác sĩ chăng? Họ có được phân công lao động đúng năng lực của họ? Họ có gì không hài lòng với cơ chế vận hành khám chữa bệnh ở đơn vị cũ? Sau khi đã tiếp thu được những kiến thức mới, họ có khó khăn về điều kiện công tác mà chưa được chia sẻ hay chỉ là thái độ, thấy chăng quên đèn của họ? Tâm tư ấy cần được lắng nghe, thật thấu tình, đạt lý. Lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cho rằng, việc phát văn bản nhằm khuyến cáo 6 bác sĩ đã quay xe phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ, đã ký kết hoặc phải hoàn trả kinh phí cho nhà nước. Có thể hiểu đây là động thái ban đầu mang tính nhắc nhở, trước khi Sở Y tế Bình Dương mất hết kiên nhẫn phải tiến hành kỷ luật và khởi kiện ra tòa. Thực trạng viên chức nhận hỗ trợ từ ngân sách để tu nghiệp nhưng không chịu thực hiện cam kết với địa phương đã từng xảy ra ở nhiều nơi. Thậm chí, ở vài địa phương, viên chức nhận hỗ trợ từ ngân sách để du học nước ngoài nhưng hết khóa học chẳng thấy hồi hương, khiến cơ quan và gia đình lắm phen khôn đốn giải quyết hậu quả. Xã hội hôm nay đang nháo nhào danh vọng, mọi lĩnh vực đều có cám dỗ. Con người làm bất cứ nghề nào cũng cần giữ được chữ tín nghĩa. Lương Y sao nỡ vi phạm thỏa ước phụng sự cho cộng đồng, vì ngại gian khổ ư, vì ham lợi ích ư? Nếu đã khoác áo blue trắng thì phải tự trọng với trái tim thầy thuốc, như lời dạy, lánh đời ít đạo, quyết tâm theo, giàu chẳng màng chi há sợ nghèo của danh sư Hải Thượng Lan Ông. Đằng sau đã nhận hỗ trợ để nâng cao nghiệp vụ mà lại từ chối cống hiến, thì sao mà xứng đáng với chức vụ, chức phận cao quý mà mình đang theo đuổi? Hà Nội tái diễn cảnh xếp hàng chờ đăng kiểm trong đêm. Quý vị thân mến, 21 trên 31 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội phải đóng cửa để phục vụ cho công tác điều tra. Toàn thành phố chỉ có 10 trung tâm hoạt động, sau đó tái diễn cảnh người dân phải xếp hàng dài từ tối hôm trước để chờ tới lượt được đăng kiểm xe ô tô. Chỉ còn 10 trạm đăng kiểm hoạt động. Đến sáng ngày 4 tháng 3, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết chỉ còn 10 trung tâm đăng kiểm với 19 dây chuyền còn hoạt động tại Hà Nội, bao gồm 2901V, 2903V, 2904V, 2906V, 2908D, 2911D, 2913D, 2917D, 2922D và 2932D. Chiều ngày 3 tháng 2, trung tâm đăng kiểm 2930D ở Yên Nghĩa, Hà Đông cũng đã bị cơ quan công an khám xét, niêm phong để phục vụ cho công tác điều tra. Theo tính toán, mỗi dây chuyền kiểm định năng suất vào khoảng 60 xe trên một ngày. Như vậy, với số lượng dây chuyền hiện có, mỗi ngày Hà Nội chỉ kiểm định được 1.140 xe, một tháng kiểm định được 30.780 xe. Trong khi đó, số xe đến hạn đang kiểm định của Hà Nội là 75.682 xe, chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu của người dân. Và tình trạng ùn tắc sẽ còn xảy ra nghiêm trọng hơn khi nhu cầu kiểm định xe ở Hà Nội trong tháng 4 còn lên 83.728 xe, trong khi số xe có nhu cầu của các tháng trước còn dồn lại chưa kịp giải quyết. Nhiều chủ xe tại Hà Nội chia sẻ, từ nhiều ngày qua đã phải tìm cách đến các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động trên thành phố. Tuy nhiên, trung tâm đăng kiểm nào cũng phải xếp hàng chờ nhiều giờ, thậm chí có trung tâm xếp tới thời điểm hết giờ làm vẫn chưa tới lượt để kiểm định.
Anh Trung ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết anh đi xếp hàng đăng kiểm từ 2 hôm trước, đến trung tâm đăng kiểm được phát phiếu hẹn từ mùng 1 cho tới 2 ngày sau, sau khi quay trở lại để tránh xếp hàng chờ mất thời gian. Tuy nhiên việc này vẫn hết sức gian nan. Chúng tôi mong muốn các trung tâm đăng kiểm mở cửa hoạt động trở lại để người dân bớt vất vả. Nếu để kéo dài thì khổ dân mà mệt cho cả đăng kiểm viên khi phải làm liên tục tăng ca, thêm giờ. Xe đi ra ngoài đường thì hết hạn đăng kiểm một ngày thôi cũng đã bị xử phạt rất nặng, phải chờ đợi đến ngày này thì rất mệt mỏi, anh cho biết. Tại trung tâm đăng kiểm 2901V ở Liên Minh, Thanh Trì vẫn đang hoạt động hết công suất. Nhưng do thiếu nhân sự, dù được thiết kế với 4 dây chuyền kiểm định nhưng tại đây vẫn chỉ hoạt động 1 dây chuyền. Tối đa mỗi ngày đăng kiểm được 70 xe. Phương tiện xếp hàng chờ đến đông trong khi chỉ có 1 dây chuyền nên đơn vị không thể tiếp nhận các xe đặt lịch trên app mà phải ưu tiên phát phiếu chờ cho các xe đã xếp hạn trước. Anh Bùi Tuấn ở Giải Phóng Hoàng Mai xếp tại trung tâm đăng kiểm 2901V từ 2 giờ đêm ngày 3 tháng 3 mệt mỏi cho biết. Vì có quá nhiều xe xếp hàng phía trước nên khi đến hết giờ làm ô tô của anh vẫn chưa đến lượt đăng kiểm. Dù còn hạn đăng kiểm tới ngày 10 tháng 3 nhưng sợ đến gần ngày thì sẽ không kịp làm đăng kiểm. Chẳng may cảnh sát giao thông kiểm tra bị phạt thì khổ nên tôi cũng đã tự đăng ký, tự động lấy số nhưng để cho chắc thì tôi đánh xe đến đây. Cảnh xếp hàng như chờ mậu dịch thế này quá khổ chú ạ. Anh Tuấn thán thở. Chưa có giải pháp cụ thể khôi phục đăng kiểm. Theo ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc, phụ trách trung tâm đăng kiểm 2901V, do thiếu nhân sự, dù được thiết kế với 4 dây chuyền kiểm định, nhưng tại đây chỉ hoạt động 1 dây chuyền, tối đa mỗi ngày đăng kiểm được 70 xe. Phương tiện xếp hàng chờ rất đông, trong khi chỉ có 1 dây chuyền, nên đơn vị không thể tiếp nhận các xe đặt lịch trên app, mà ưu tiên phát phiếu chờ cho các xe đã xếp trước. Chúng tôi nỗ lực hết sức đăng kiểm phương tiện được nhanh nhất có thể, ông Trường nói. Theo lãnh đạo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc ùn tắc quá tải đăng kiểm diễn ra từ tháng 3 2023 là điều đã được dự đoán từ trước. Nhu cầu đăng kiểm của người dân sẽ quay trở lại, trong khi nhân sự đăng kiểm viên vẫn đang thiếu hụt trầm trọng. Để duy trì hoạt động, các trạm đăng kiểm trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam có nguy cơ phải tạm dừng hoạt động trong tháng 4 do thiếu nhân sự. Được biết, đơn vị này đã nỗ lực vận động các đăng kiểm viên nghỉ việc quay trở lại phục vụ người dân. Tuy nhiên, việc co kéo nhân sự từ trạm bổ sung cho các trạm khác chỉ là một giải pháp trong tình thế bối cảnh ùn tắc thể hiện hiện nay. Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục khuyến cáo người dân ở Hà Nội chủ động đưa xe sang các trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh lân cận để thực hiện kiểm định, tránh phải chờ lâu, ùn tắc ở Hà Nội. Ngoài ra, việc chủ động bảo dưỡng xe, tra cứu và nộp phạt nguội trước khi kiểm định xe cũng được Cục Đăng kiểm khuyến cáo người dân thực hiện, giúp giảm bớt thời gian làm các thủ tục đăng kiểm cũng như tránh bị các hạng mục không phải đưa xe đi sửa chữa và quay trở lại sau khi đã vất vả xếp hàng trước. Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, nhằm tháo gỡ khó khăn khi thiếu nhân sự nghiêm trọng trong giai đoạn này, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ về việc cho phép Cục Đăng kiểm Việt Nam được ký hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc cục cho đến khi tuyển dụng đủ viên chức theo quy định. Ngày 1 tháng 3, trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết đã nắm được tình hình về khủng hoảng nhân sự của ngành đăng kiểm và Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng giải pháp. Tính đến nay, Công an 28 địa phương khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 379 bị can về 7 tội danh và vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, chưa có dấu hiệu kết thúc. Chủ tịch Quốc hội, nhiều vi phạm trong xác định giá đất làm mất cán bộ. Quý vị thân mến, theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đất đai là tài sản đặc biệt, cũng là một trong những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao nhất và nghiêm trọng nhất. Thời gian vừa qua có nhiều vi phạm pháp luật trong xác định giá làm đất đai, thất thoát ngân sách và làm mất cán bộ. Ngày 4 tháng 3 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chủ trì tọa đàm góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi, gợi mở về những vấn đề mà các nhà khoa học, các diễn giả, đại biểu tham dự tọa đàm tập trung vào thảo luận. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhắc tới nội dung quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ thể trong quan hệ hợp pháp về luật đất đai, nhất là vấn đề minh định rõ ràng giữa đại diện chủ sở hữu về đất đai với quản lý nhà nước về đất đai, giữa quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng chủ thể, cơ chế kiểm soát quyền trong lĩnh vực đất đai để góp phần ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong lĩnh vực đất đai. Cụ thể, trong 3 cấp chính quyền địa phương thì cấp xã là cấp sát với nhân dân nhất, nhưng cả Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp xã đều chưa được đề cập trong dự thảo luật. Vai trò của từng cấp chính quyền địa phương cũng chưa rõ. Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là vấn đề lớn hơn cả. Về lý luận thực tiễn, đất đai là tài sản đặc biệt, có giá trị và ý nghĩa lớn trong phát triển kinh tế xã hội và mọi mặt của đời sống xã hội. Đây cũng là một trong những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao và nghiêm trọng nhất.
Hiện có khoảng 70% khiếu nại tố cáo liên quan tới đất đai, nhất là các vụ việc phức tạp kéo dài. Do vậy, khi thiết kế các quy định của luật đất đai phải đảm bảo về nguyên tắc phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát khoa học, hiệu quả giữa các cơ quan chủ thể có trách nhiệm trong quản lý nhà nước. Nhóm vấn đề thứ hai là thể chế hóa đầy đủ, khoa học khả thi các quy định của số 18 NQTU liên quan tới các vấn đề tài chính đất đai và giá đất. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là nội dung quan trọng và cũng rất khó của dự thảo luật đất đai. Thời gian vừa qua có nhiều vi phạm pháp luật trong xác định giá đất làm thất thoát ngân sách và mất cán bộ. Nhóm vấn đề thứ ba là về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nhà khoa học, diễn giả, đại biểu thảo luận làm rõ về tính thống nhất đồng bộ giữa quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trong luật đất đai đối với luật quy hoạch, làm rõ hơn về nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, về tính chất, vai trò quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch về kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Nhóm vấn đề thứ tư là các vấn đề quy hoạch về thu hồi đất, nhất là các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng, quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Đề cập vấn đề phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực trong dự thảo luật đất đai, ông Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ rõ, quy định tại dự thảo luật chưa thể hiện đầy đủ về sâu sắc quan điểm đã được nêu trong tờ trình dự án luật. Ông Đường đề nghị thể hiện lại điều 21 quy định rõ trong quản lý nhà nước về đất đai và sử dụng đất đai thì những vấn đề gì phải là quản lý theo ngành và vấn đề gì cần phải quản lý theo lãnh thổ, tức là việc gì thuộc thẩm quyền của chính quyền trung ương, vấn đề gì thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương, những vấn đề gì cả hai cùng làm. Ông Vũ Văn Phúc, nguyên tổng biên tập tạp chí Cộng sản nhấn mạnh, trách nhiệm của nhà nước là tìm cách sử dụng đất của quốc gia có hiệu quả cao nhất, đồng thời chia lợi từ việc sử dụng đất đó cho công dân và các nhà đầu tư theo nguyên tắc thị trường, vừa theo nguyên tắc công bằng giữa các công dân. Vì thế, các giao dịch giữa cơ quan nhà nước và người sử dụng đất cần dựa trên giá cụ thể được cơ quan tư vấn độc lập xác định bằng các biện pháp khoa học đi đôi với thỏa thuận giữa cơ quan nhà nước với người sử dụng đất thông qua việc cung cấp thông tin minh bạch và đối xử công bằng về lợi ích của các bên liên quan.